Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè về với hoa phượng đỏ rập trời, tiếng ve kêu râm ran cũng chính là thời điểm kết thúc một năm học, sẽ có những lớp học sinh rời ghế nhà trường, bước vào hành trình mới xây dựng tương lai và cũng có những thế hệ cựu học sinh tìm về mái trường xưa, tìm về các thầy cô giáo cũ để tri ân, để báo công và để ôn lại những kỷ niệm đầy lưu luyến của tuổi học trò. Vẫn phòng học lớp 12B, trường Trung học phổ thông Vũ Cừ của 20 năm về trước. Nhưng thầy Đồng, chủ nhiệm lớp giờ đây tóc đã bạc trắng và những cô cậu học trò năm xưa đã trưởng thành. Niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt thầy hôm nay là sự thành công của học trò và tình cảm bền chặt của cả lớp ngày trở về. Sự thực ra lòng chúng tôi vui, tôi tự hào về học trò thôi. Các em còn nghĩ là nhớ đến cái ngày sinh nhật của tôi mà lại làm kỷ niệm sinh nhật cho thầy ngay tại ở trường cấp 3 của cử này. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm với nụ cười luôn rạng rỡ. Gác lại những lo toan, bộn bề của công việc, cuộc sống. 20 năm sau ngày ra trường, hơn 500 cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Phù Cừ niên khóa 1999-2002 đã gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc, bồi hồi và xúc động khi nhớ về những kỷ niệm thầy cô và bạn bè xưa. Cảm xúc đó là vô cùng hạnh phúc, hân hoan và giống như là mọi người trong một gia đình trao nhau những cảm xúc rất là đặc biệt. Công việc thì mình công tác ngoài Quảng Ninh, nhưng mà cũng tranh thủ cuối tuần bố trí công việc để về dự hội khóa. Đối với ngôi trường thân yêu thì mình thấy có cái cơ sở hạ tầng được sự quan tâm và đầu tư rất là tốt. Các thầy cô thì sau 20 năm thì có những thầy cô cũng đã nghỉ hưu rồi, nhưng thực sự là các thầy cô rất khỏe mạnh và rất vui. Đối với các thầy cô giáo, không một tấm giấy khen nào giá trị hơn sự trưởng thành và thành công của học trò trong cuộc sống. Thời khắc của các thế hệ cựu học sinh tìm về, trao tặng những bó hoa tươi thắm và gửi lời tri ân, biết ơn sâu sắc đến thầy cô đã chắp cánh ước mơ trong suốt hành trình ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ chính là thành quả to lớn nhất trong sự nghiệp lái đò thầm lặng của mỗi người giáo viên. Phải nói là cái truyền thống của dân tộc ta đó là truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Do đó cho nên là khi mà học sinh cũ về thăm trường, về thăm lại các thầy giáo cô giáo thì cái tình cảm đó lại càng sâu nặng. Chúng tôi thấy rằng tự hào là vì đã có những khóa học sinh trưởng thành và nghĩ đến mình, và tình cảm đó rất sâu nặng. Chúng tôi trân trọng cái tình cảm của các khóa học sinh đối với nhà trường, đối với các thầy giáo cô giáo. Trong dòng chảy của thời gian, của những xô bồ vất vả thường nhật, thì khoảnh khắc được sống lại trong tình yêu thương của thầy cô, sự sẻ chia của bè bạn vẫn là những tình cảm thiêng liêng nhất, chân quý nhất đối với mỗi người. Để rồi tình cảm ấy sẽ trở thành hành trang quan trọng trong chặng đường tiếp theo của mỗi thế hệ học sinh.